nội đi cẩn thận nghe nội. À, dạ dạ con chào nội. Ủa chị Tuyết, sao chị lại ở đây? Mẹ của cô đang nằm ở nhà mà, cần cô chăm sóc. À, rồi còn chuyển công ty nữa, tại sao con đi làm ở đây? Dạ con ghé xem tình hình sức khỏe của Thanh Vân ra sao rồi. Chuyện Thanh Vân gặp tai nạn đã bị mọi người đồn đại bên ngoài rồi đó nội. Con cũng muốn đến thăm dì một chút. Mẹ của Hoàng Oanh chưa có tỉnh, cho nên cũng không cần nhiều người tới thăm nom. Cô nên về chăm sóc mẹ cô đi. Với lại ba cô không nói cho cô biết là công ty hiện giờ đang có nhiều chuyện rắc rối à? Thưa nội, con xin phép về công ty làm việc tiếp. Mẹ tới đúng lúc phải không con? Thanh xuân ơi, anh nguyện giữ lấy yêu thương, trái tim chân thành vẹn nguyên, phong ba như gió sương. Còn những ký ức chỉ là một cơn ngang mộng, vì ngày mai những yêu thương sẽ quay lại.